Chào anh em, hiện tại thì chúng tôi vừa đi mua đồ về rồi. Trời thì nắng nhưng mà tuyết đang chuẩn bị rơi. Đây, nhìn đây, rất là lan giải luôn. Đây, đây là đồ của tôi. Giờ chỉ có thể dắt bộ mà thôi. Rồi, còn mấy anh em nữa xa xa đằng sau kìa. Đấy, nhanh lên, cố lên nào, sắp về rồi, sắp được nhậu rồi. Có tuyết rơi đúng không anh? Ừ, có mà. Chết rồi. Nó là mưa tuyết nắng hỗn hợp. Về đã nhá, mệt quá. Xin chào tất cả anh em trên trên đường đi mua đồ ăn về thì thật là trong những cái ngày đầu năm mới này chúng tôi gặp một đoàn tị nạn của Việt Nam. Ngồi đây ăn uống thì tôi cũng có mua được hai chai nước thôi. Đây này. Đây, anh em uống đi rồi về nhé. Nhà cửa thì về đi thôi, chứ tuyết sắp rơi rồi. Tuyết sắp rơi rồi, ngồi ăn uống thì khổ như thế này. Đây, chắc anh cá hả? Đây là Văn Bao. Tôi là trưởng đoàn tị nạn. À, trưởng đoàn tị nạn. Tôi xin cảm ơn thay mặt, cảm ơn anh em, cảm ơn anh Phong. Vâng, cát, diễn xong. Đưa trả hai chai nước anh ơi. Chào mọi người. Hiện tại thì chúng tôi đã về đến được 1/3 quãng đường về đến nhà rồi. Nhưng mà mệt quá. Đây, ngoài trời này tuyết đang bắt đầu rơi này. Đó, tuyết bắt đầu rơi. Rơi nền áo này. Về đã nhé.